đã chính thức ra mắt sàn thương mại sinh vật cảnh đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. Sàn FPC, mua dễ dàng, bán nhanh gọn. Bán rồi. Vừa bán xong rồi. Không nói bậy nữa nhá. Làm rồi, chốt rồi. Bây giờ cái này anh giấy em. Chốt đi vào giấy 50 triệu rồi. Quốc Anh giao lưu anh Thành Văn Toàn, mua của ông Phan Văn Giang. Đây để cho anh Thành. Cái này cả đoàn như thế này. Vui là vui. Đây này là một cây quẩy quá là đi vô vũ kế đoàn số. Cái này em với anh Cụt là đàm phán mãi ở Sài Gòn mới được. Anh chị ơi, em xin mời chú Quốc Anh ở đây là bà xã anh. Vâng. Nhưng mà hôm nay ấy, anh nhường quyền cho bà ấy lần thứ hai đều thành công hết. Vâng. Khả năng là anh em quý tình cảm của anh chị em. Và nói thật rằng là luôn chúc anh chị rồi là phúc khỏe và trăm cây thật tốt. Mai này sản phẩm không phải là sản phẩm đơn giản cho em nhé. Ok. Vâng. Rồi. Anh em bây giờ chúc anh chị nhá. Cảm ơn và trân trọng tình cảm của mạnh người thân yêu ạ. Ok, xin mời anh em nhé. Hai anh em ơi, chào chị thôi. Hai chị em, chào chị ạ. Năm kia ô này cao lên rồi. Một hai ba, một hai ba, một hai ba, một hai ba. Nhìn lên máy ảnh. Rồi ok, ngồi xong. Em cảm ơn. Chưa chị bao giờ mưa. Rồi ok, ngồi xong. Em cảm ơn. Chưa chị bao giờ mưa. Rồi ok, ngồi xong. Em cảm ơn. Chưa chị bao giờ mưa. Rồi ok, ngồi xong. Em cảm ơn. Chưa chị bao giờ mưa. Rồi ok, ngồi xong. Em cảm ơn. Chưa chị bao giờ mưa. Rồi ok, ngồi xong. Em cảm ơn. Chưa chị bao giờ mưa. Rồi ok, ngồi xong.
phải nói là cây này ấy là xuất sắc nhất cả vườn thành phố ta. Đấy, bán cho chú Thọ xong rồi chú Thọ bán cho bạn Sang, xong lại về ông anh cuốn và bây giờ nó vẫn về Hải Phòng, nghe hương vẫn là trường ghế ngọt, như thế là Hải Phòng không lòng vòng. Hải Phòng là không lòng vòng mà chỉ loanh quanh về đến đấy thôi. Loanh quanh thôi chứ không phải. Chứ anh làm một cái này và sai nói này, cách tuyệt tác này không thể rời khỏi Hải Phòng. Nếu anh cứ mạnh kinh tế chứ. Nhưng anh chị vui không? Anh chị vui không đó? Thế thôi. Em không? Chúc mừng quá, tuyệt vời quá. Còn như vậy mà đi xa. Bây giờ tác phẩm này lại về Hải Phòng là tôi mừng lắm. Mừng lắm. Em mừng lắm. À, chú quay, chú quay. Chú đưa lên YouTube nhá. Cảm ơn chú nhá. Cả gia đình nhá. Okay. Có quả kính ghê nhỉ? Cho chú mượn kính mới. Em. Ô, cái kính xuống của Hòa Taxi. Đúng rồi. Taxi đâu mà ông Than, em mua ông Than. À thì đấy, Hòa Taxi bắt ông Than. Anh rõ ràng em mua ông Than này, bảo của ông Hòa Taxi là sai không? Sai đối tượng. Nhưng mà em hỏi thật này. Nếu mà anh cứ khôn này thì bao giờ anh đi được? Khôn gì? Mẹ, nếu mà anh cứ nói với anh cụt câu là cuộc đời này là nếu mà anh khôn thì bây giờ đã giàu lắm rồi đấy. Đúng không? Nói lại sẽ để xem cái nếu mà anh bỏ khôn cái tâm đi, bỏ cái tâm đi. Lâm ạ. À, có cả em Lâm này, nếu mà anh khôn thì bây giờ anh giàu lắm rồi. Nhưng mà nếu để em phỏng vấn anh một chút. À, qua chương trình này thì chúng tôi cũng hỏi thật là anh ơi, nếu mà thực sự anh khôn thì khôn hết hơn khoảng bao nhiêu con người? Thì đằng sau đó là xã hội thì nó là cứ núi cao thì có núi cao hơn thôi. Thế còn nếu mà tính về phần cẩu thì anh khôn bao nhiêu hơn con cẩu? Cẩu là chó đấy. Mẹ ông nói thế thì đừng ví tôi là chó à? Không. Láo vô tuyệt. Không. Mẹ mút là cứ vớ vào mình. Láo nháo thì đẹp hơn xe. Nghĩ là anh sẽ gọi cho cái anh sẽ gọi cho anh cân cẩu 25 tấn hay 30 tấn. Láo quá gọi như thế là khó. Hư đâu?
Tôi hỏi này để anh em mút kiểu đó láo nháo pháo anh ơi, vấn đề nhá, bây giờ em chữa lại với anh này. Thằng anh em muốn nó nói với anh là như này, muốn anh gọi những con cẩu là to đẹp, anh về anh cẩu cho những cây nào đẹp đấy mang về Hải Phòng. Đây, bọn mày nói cẩu những cây nào đẹp của Đông Anh về Hải Phòng. Thằng chú bằng chưa? Anh này này, anh không? Nhưng mà có đây muốn cẩu cây cái đẹp của chú Đông Anh về Hải Phòng đấy. Lên làm bạn anh thì lại là mệnh mộc nhưng mà chi dưới của anh cụt. Đồng anh từ đây xin em anh nhé. Xin em anh Thành nhé. Đồng anh từ đây là sẽ kiểm điểm. Ông kiểm điểm cẩn thận. Con này tôi cho loại bạn nhỉ. Ý anh muốn là nhỉ. Cẩu những cây nào đẹp của Đông Anh lại về Hải Phòng để chúng ta có những kỷ niệm. Chắc chắn rồi. Có mà là những vấn đề. Những cây cẩu to đó. Phải giao dịch với anh cụt rồi. Nhưng mà quan tâm đến chú anh tí. Thằng chú anh bằng tuổi anh. Nhưng mà lại bằng tuổi anh. Được. Chú anh bằng tuổi anh là Minh Bọc. Xin chào quý vị và các bạn. Ngắm dàn cây, cũng là giao lưu với anh em. Ngày hôm nay rất là tuyệt vời, có anh em Hải Phòng về Hà Nội để giao lưu. Rồi thì là ngắm cây, rồi là để chúc mừng cho Hoàng Đình Thiệp cái sự kiện. Ôi, đúng lúc này trời mưa. Long Kim dưỡng đệ của anh chuyển về nhà vườn rồi đây này, mới cắt. Long Kim dưỡng đệ. Chào mừng đoàn Hải Phòng về với Đông Anh nhé. Ok, Hoàng Đình Thiệp. Chào Hoàng Đình Thiệp nhé. Chào anh, chúc anh sức khỏe nhé. Mua cây thật nhiều. Tạo dựng phong trào thật tốt. Mua anh này. Đấy. Về chưa? Chị này nhờ. Quá đẹp. Dạ này anh nhỉ. Dạ. Nhà trước anh có cái cây đấy không biết cắt giờ cũng lâu lắm đấy không được nhìn. Hôm nào cũng phải xuống đâu. Yeah. Ra được hình thái gì chưa? Hình hài rồi. Yeah. Như mất mấy năm nhỉ? 3 năm. Cắt phát đấy để mà hoàn thiện được là cũng phải 5 năm. À. Xăm hương mới cắt này. Trực. Cái này bán hàng có bảo hành mà cứ mua chán về bao giờ không thích là giả lại. À cái này cô anh giao lưu này, có con ngoài này. Con này lọc ra này. Ok, hôm nay mới nhìn rõ trước dập quá. Con này lấy mũ cho các ông, chú rất ơi con. Lộc ơi, Phúc ơi. Rất hợp lý, miễn tít. Đó là mưa rồi. Xanh lá móng rồi. Ngày xưa có người bảo mình là mũi hại mình cứ tin. Sau này mình mới thấy là đúng là mùng lá móng luôn. Chuẩn lá móng. Nếu thật sự là trong cuộc chơi những cây này là những cây tiêu chí của cả một cuộc chơi. Đội cái mũ cho mình là nó kẹo đấy. Ôi trời, đường thì chú Lâm lại lắng dầm mưa. Dàn phơi quý. À cái này là chuyển dườn của Loa lên đây à? Chuyển đây. Gấu nhỉ, này gấu đấy nhỉ. Nào cắt được, nhìn cũng kiểu giống cây của anh. Trước là hùng mông, phần hai của tuần hoàn. Rồi là bây giờ là chuyển thành song tử, song tử không, gì vậy? Song gì? Hoàng Long song tử đúng không nhỉ? Đúng rồi. Hoàng Sơn. Hoàng Sơn song tử. Hoàng Sơn song tử. Hoàng Sơn là một dãy núi vàng, ông hiểu không? Đó một ngọn núi Hoàng Sơn.
núi Hoàng Sơn. Núi Hoàng Sơn. Núi Hoàng Sơn. Núi Hoàng Sơn. Núi Hoàng Sơn nhưng mà núi đấy là có phải núi hai cây tử. Hai cây tử nhưng mà nó lại là núi có vàng trong đấy đúng không? Đúng rồi. Đó. Có phải núi có vàng trong đấy. Rất tuyệt vời ngày hôm nay anh em Hải Phòng lên Đông Anh giao lưu câu lạc bộ bonsai đất cảng về Đông Anh. À, chúc mừng Hoàng Lịch Thiệp. Long đàn cũng hôm nay bật lộc. Và những cây VIP Tam Long Vũ Thủy rồi chủ mộc Kỳ Long chuyển về vườn Nhật Cường, chuyển về vườn Lâm. Hôm qua vừa rồi là ra cái nhà hàng gần chỗ nhà anh cũng nhậu để ăn là anh em hiện tại đang có mặt tại vườn Nhật Cường đấy. Theo lịch trình là khoảng dài nhỉ. Không có chỗ nào mà nó ấy luôn đúng không ạ? Nhẵn luôn. Ê thật. Cái số bé tí. Túc cái con mà nó già ghê. Đâu đây? Nổ chưa anh? Bà xã nhà tôi đấy. Vâng. Thích cái cây kia, cái xăm hương ngủ ấy. Đâu, vâng. Chốt chưa? Thì hai bên thớt như nhau, như là đấy là giữa ông Quốc nào, anh. Nào, đi được, quay lại. Em ơi, vào đi. Cái ở đồi nồng ấy thì anh nhường phượt em, bây giờ em cũng nhường phượt em. Em thích con ấy. Không, mà phải nói thật là một tháng nữa chị mới thấy nó đẹp. Đẹp lắm. Trần Đức này, Trần Đức có một cái dâu rất tuyệt vời luôn. Đấy là theo gì? Ý, sở trường của em. Rồi. Anh xin thân bạn, bạn không? Đặt rồi. Vấn đề ở chỗ này. Bây giờ ấy là thực sự nói chắc chắn là tuổi thì không thành vấn đề. Vâng. Nhưng tình anh em, lần đầu tiên thấy là chú. Vâng. Bà xã anh. Bài chú giá bao nhiêu bà xã anh nổ một câu. Được hay không quan trọng, vui vẻ đó. Dạ ok. Anh nhường cơ ạ. Vâng. Em. Chị còn thấy cái điểm gì nó không yên tâm chị cứ bảo em thôi. Không phải đây là nhà em thì nhà em vẫn có xăm hương. Vâng. Đây nó là xăm hương. Thì thế em bây giờ đây nhảy, sở thích của em bao nhiêu em nói anh Phúc Anh câu. Quốc Anh ơi. Hôm nay em đến vườn nhà anh thứ mắt là thăm gia đình, hai là cũng thăm cái vườn. Vâng. Thì qua đây thì em cũng thích cái cây xăm hương này. Thì khả năng em xuống bao nhiêu? Em rất tốt. Em coi như là anh em mình giao lưu. Thì em trả anh là 250 cả chậu. Thật sự ra thì nói chia sẻ với chị là em mua của một người anh rất chân tình trong Sài Gòn, là anh Tân Thắng Sài Gòn, bằng giá 300 triệu, chuyển khoản đủ 100%. Nhưng cái giá trị đó không thành vấn đề nữa, mà là cái duyên của chị em mình và là em muốn dành cái sản phẩm đó cho gia đình nhà mình, thì em sẽ ra lộc bằng cái chậu, vẫn phải trả đủ em bằng 300. Em muốn như thế. Còn thật sự là rất trân trọng và quý tình cảm của anh chị. Cái chậu này phải nói với anh chị nhá, đây nhá. Cái chậu này 20 triệu và cái chân này khoảng 4 triệu nữa là khoảng 24 triệu. Nhưng sẵn sàng cho tặng và gửi cái tình cảm đó cho anh chị mình. Đấy, anh chị cứ cân đối. Còn với em thì đôi khi một vài chục triệu nó không thành vấn đề, nhưng mà nó là cái duyên thì mình cũng nâng cao cái giá trị sản phẩm lên một chút. Cái này thì để nhà thì anh em mình sẽ điện đấy nhé. Dạ, đúng rồi, vâng, chị nhé. Cây này là cây gì nhỉ, của anh nhỉ?
Sang hương anh ạ. Dạ, sang hương anh ơi. Chị trả 2.5 à? Vâng. Mua anh ý kiến sao? Em bảo là em cũng là vua đâu. Đấy. Ui, tí nữa này bà chị và anh kết quả này thì vui này. Một nhân vật mới luôn. Quá tuyệt. Người phụ nữ và đam mê. Thích. Trời như thế mới lại quý. Trân trọng. Ok. Vấn đề là em bán bằng 25 triệu. Em cứ bán bằng 25 triệu. Đây là ý của chị đi làm. Không, rất là vui mà trân trọng. Em nói rằng không phải nói là nấu. Đúng rồi đấy, chuẩn. Nấu là bình thường. Anh tôi. Quang để yên. Riêng anh muốn sống vì anh em, mới lại sống vì phong trào, nên không phải lan tan đến gì cả. À. Chị cứ an tâm. Anh chị ơi, mưa này nhưng mà mình phải nói rằng là cuộc sống nó không đơn giản để có được những tình cảm như này. Đúng rồi, những năm cảm xúc như này. Cây sâm hương được như này, xịn sổ này, những cây hiếm quá. Nó thực sự là không dễ có. Vâng. Theo... Bây giờ này, cây đã xong rồi. Xem xong rồi. Thì nãy giờ thế đủ rồi. Bây giờ đang trời mưa to, vào nhà uống nước. Xong vào nói chuyện. Mọi người đừng đứng đây, đứng đây. Không đứng đây, đứng đây. Em yêu của anh là đòi chốt là bao nhiêu? Em ở có 300 mà. 300. Em gái nhà mình là bao nhiêu? Chị gái nhà mình. Không, tôi theo anh Yên. Không phải cái này. Vào nhà cũng... Thế là không sao tiếng nữa. Luôn. Nổ luôn. Cái đâu vào nhà cho nó đỡ ướt luôn. Ướt hết quần áo rồi. Anh em này xong chưa? Chờ tiếp xem ok không. Đấy. Đấy, phong trào tuyệt vời không cả nhà. Cảm ơn tất cả quý vị, anh em luôn đồng hành, cổ vũ cho phong trào anh em chúng tôi. Goodbye.